chẳng thèm nói năng gì, ta thấy mày đi rồi nó cứ ở ngoài quán nó được đi rồi, ra được rồi rồi. được à? Này, được rồi. Ừ được rồi. Tôi cắt cá mẹ. Vừa rồi em bị rớt mạng nhá, các bác vào xem giao lưu võ mỹ nghệ với em ấy ạ. À, vô lại giúp em nha mọi người nha. Mọi người xem like thì chỉ biết cặp chim công này thì comment lên giúp em với ạ. À,
Tấn Nguyệt ơi, cụ cóc gỗ đổi màu này giá là 1,9 triệu nhá. Cụ này có kích thước ngang là 30, sâu là 19 và cao là 15 ạ. Chất liệu là gỗ đổi màu nha, chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Cụ này chỉ có 1,9 triệu thôi. Cụ này chất liệu là gỗ có đỏ ạ. À, anh Huỳnh Lê Huy ơi,
Hiện tại là bên em chỉ có Di Lặc phát cành nào thôi anh ạ. Hiện tại là bên em chỉ có Di Lặc phát cành nào thôi nha anh Huỳnh Lê Huy nhá. Có bác nào thiện chí với mẫu này nữa không ạ? Mọi người comment lên cho em nha mọi người nhá. Hàng nặng như thế này em lên rất là khổ cực ạ. Nhà toàn chị em đàn bà phụ nữ thì các bác comment lên cho em nha. Anh Huỳnh Lê Huy ơi, Di Lặc thì nhà em rất là nhiều, nhỏ to đều có hết luôn nha anh Huỳnh Lê Huy nhá, nhỏ to đều có hết luôn ạ. Cụ nhỏ nhất thì ngang 20 và cao là 40. Đến cụ ngang là 22 và cao là 50 ạ. Chất liệu là gỗ huyết long và gỗ hương, gỗ cẩm nhanh nha. Có bác nào thiện chí với cụ tóc này không ạ? Nếu không, cụ này 4 triệu 8 nhanh Vũ Văn nhá. 4 triệu 8 là em bao ship cụ này ạ. Cụ cao 50 hả? Rồi có cao 50 nhanh mình Lê Huy nhá. Có cao 50. Cụ cao 50 gỗ huyết long là 3 triệu 8 anh nhá. Cụ cao 50 gỗ huyết long là 3 triệu 8 ạ. À anh Tuấn Đình ơi, cụ này là 4 triệu 8 nhá. Có nhỏ hơn gỗ đổi màu được không anh Vũ Văn ơi? Cụ này 4 triệu 8 nhanh Tuấn Nguyệt nhá. 4 triệu 8 là em bao ship ạ. Ship về tận gia đình nhà mình nha. Cụ này 4 triệu 8 ạ. Chất liệu là cà te có đỏ. Chất liệu là cà te có đỏ ạ. Giá là 4 triệu 8. 4 triệu 8 là em bao ship về tận gia đình nhà mình ạ. Cụ này chất liệu là cà te có đỏ. Chào anh Nam Hồ ạ. Mọi người xem like thiện chí với mẫu này nữa không ạ? Comment lên cho em nha mọi người nhá. Các bác đang xem like thiện chí với mẫu nào thì comment lên giúp em với ạ. Các bác xem lại
đường kính của nó là 23
9 bên em bao xếp nhanh Bạch Thổ nhá. Anh ơi không được anh nhá, khách bên em đang trả em 2 triệu mà bên em chưa chốt được anh ạ. Các bác trả em chỉ bớt ra lộc 1-200k cho nhà mình thôi nhá, em không bớt nhiều đâu vậy. Em bán là bên em bán chuẩn giá rồi các bác nhá, em báo chuẩn giá rồi đấy ạ. Đó, các bác có thiện chí thì nhanh tay giúp em đấy ạ. Hôm nay mà khoan cho bạn em chỉ còn 2 cặp cuối cùng đúng không? 2 cặp thôi không còn nhiều đâu nhá, em chỉ còn 2 cặp thôi ạ. Sáng ngày có 5 cặp thì các bác đã cho một phát hết 3 cặp rồi ạ, chỉ còn 2 cặp thôi nhá. Đây ạ, chỉ còn 2 cặp thôi, các bác không nhận gì hết nha. Giá là 2 triệu 8 ạ, 92 triệu 9 ra là 100k là 2 triệu 8 nhá. Và tặng các bác một cái vòng gỗ vách xanh này, tặng các bác một cái vòng gỗ vách xanh để đeo phong thủy nhá. À, anh Ngọc Đỗ ơi, đường kính của nó là 23 và cao 59 anh ạ. Đường kính 23 cao 59 nhá. Chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Các bác thấy không ạ, vân đẹp, quá xuất sắc luôn, các bác không chốt là rất là uổng. Chỉ có 2 triệu 9 thôi, ra là 100k là còn 2 triệu 8. Và em còn khuyến mãi thêm các bác một cái vòng nữa này. Khuyến mãi thêm một cái vòng nữa nhá. Chào anh Tống Đào này, xem like và chia sẻ bài giúp em nhá. Chào các bác xem like, chia sẻ bài giúp em nhá. Chào anh Bảo Tuyên này, cặp này giá là 2 triệu 9, các bác nào thiện chí không ạ? Các bác nhìn vân giúp em nhá, vân đẹp, vân đỉnh nhưng mà mình không chốt là rất uổng. Cái hàng đổi màu này hôm nay em về thì có 5 cặp thôi. Em hoàn thiện xong có 5 cặp thôi mà cách chốt 3 là chỉ còn 2 thôi nhá. Có củ tỏi nhá anh Tuấn Trương nhá, có củ tỏi ạ. Bên em sẽ lên sản phẩm ngay cho anh bây giờ nhá. Củ tóc to không nhá? Có anh nhá, em vừa mới lên góc rồi mà. Em qua mẫu nhá, nếu không bác nào có thiện chí với cặp này thì em sẽ lên sản phẩm khác ạ. À. Em sẽ lên cặp củ tỏi cho anh Tuấn Trương xem nhá. Anh Văn Trương, Nguyễn Văn Lượng, chất liệu là gỗ đổi màu anh ạ. Chất lượng là gỗ đổi màu anh nhá. Cặp này có giá là 2 triệu 9, bên em bao ship ạ, ra lồng 100k là còn 2 triệu 8 nhá. Rồi em qua mẫu nhà để lên đây củ tỏi cho anh Tuấn Trương ạ. Ui nặng. Không gì anh ơi. Ok hay là không đấy ạ? Đây ạ. Em lên một cặp củ tỏi này. Cặp củ trà anh Vĩnh Đào nhá. Cặp củ tỏi chất liệu là gỗ muôn hoa la la này. Cặp này có giá là 2 triệu 2 triệu 3 nhá. Cặp này có giá là 2 triệu 3. Đường kính là 22 và cao 59. Đường kính 22 và cao 59, giá là 2 triệu 3 bên em bác ship này. Bác nào thì chốt mở hàng giao lưu thì em tặng một cái vòng của bác xanh nhá. Đường kính 23, 22 hả? 22, 59. Đường kính 22. Không anh nhá, em không bán hàng bác xanh anh ơi. Hàng bác xanh này em chỉ làm để tặng thôi anh nhá. Em không bán hàng bác xanh anh ạ. Có cái cặp này bác xanh làm sao VIP bằng cái cặp củ tỏi của em được ạ? Hàng bác xanh chỉ làm hàng mini nhưng mà để tặng các bác, để chia khách hàng thôi chứ em không có bán ạ. Đây ạ, cặp này giá của cặp này là tầm 2 triệu 3 nhá. 2 triệu 3 là bên em bác ship cũng như này. Không lỗi, không rác đâu nhá, không có lỗi. Cái này không phải lỗi đâu, nhìn cái này mắc gỗ đây này, các bác này. Vân vại vân của mắc gỗ nó xoáy hơn nhá. Rồi ok, mặt qua nhá, lên lại cặp hồ lô là cặp nào? Đây. Cặp chung hay là cặp chung có? Chính là ở trên này, có cái này. Rồi ok nhá, lên cho anh xem cặp cặp có. Cặp này giá là 2 triệu 3 nhá, gỗ nha anh ơi, bên em là bán gỗ mỹ nghệ nhanh nhá. Cặp này chất liệu là gỗ hoa, còn cái cặp này phải không anh Văn Quang ơi? Cặp này giá là 2 triệu 8 thôi nhá. Cặp này giá là 2 triệu 8, anh nhìn vân này. Vân đẹp như bầy mà anh ơi. Vân cực kỳ đẹp anh nhá. Ai không chốt là rất uổng luôn ạ. Em chỉ còn 3 cặp như vậy thôi. Mẫu mà có nắp như vậy em chỉ còn 3 cặp thôi nhá. Đường kính 22 và cao 58. Cặp này giá là 2 triệu 8, bên em bao ship ạ. Còn cặp củ tỏ chất liệu gỗ muôn hoa ra la giá. Có nha anh ơi. Cặp công gỗ đổi màu sao? Có anh nhá, anh có anh cô đơn mình anh ơi, bên em có công gỗ đổi màu anh nhá. Đợi anh đợi bên em một xíu nha, xin lên sản phẩm cho anh xem ạ. Anh Văn Quang ơi, thiện chí biết cặp này đúng không ạ? Cặp này giá là 2 triệu 8, bên em bao ship anh nhá. Ra lộc 100k là còn 2 triệu 7 và tặng anh một cái vòng gỗ bạch xanh nữa ạ. Anh Văn Trương có thiện chí biết cặp củ tỏi không anh ơi? Cặp củ tỏi giá là 2
triệu ba nhá, đường kính 20 em. Anh chỉ cái điện thoại anh, tôi ngỡ lên thôi. Ok anh ạ, gặp cụ tỏi đường kính 22 và cao 58 ạ. Không anh nhớ, bây giờ anh không bán hàng, để trên ô tô anh ạ. Anh ơi, chấm cho em đâu ạ? Nếu anh không thích cặp này thì em đổi cho anh cặp khác nhé. Còn cái này thì cái mắt gỗ bình thường mà anh ơi. Bị một xíu như vậy có vấn đề đâu ạ? Cặp như vậy là quá tuyệt vời rồi nhá, không thể chê được đâu anh ạ. Không thể nào mà kiếm cái hàng mà không lỗi, không rách, không tì vết được các bác nhá. Nó chỉ bị một xíu sớm như vậy thì mình có thể quay về mặt trong ạ. Còn hàng gỗ mà cái này thì là cái mắt của nó thôi, còn không có bị cái gì hay là sâu thủng hay gì hết, không phải nứt gì hết, chỉ là cái mắt của gỗ thôi ạ. Mà một cái chôm như vậy chỉ có một cái mắt, quá tuyệt vời rồi. Anh phải khẳng định một điều anh nhé, anh chơi gỗ anh phải khẳng định một điều nhé. Một cái cặp chung như vậy mà chỉ có một cái mắt như vậy thật sự là rất là rẻ, rất là vip rồi đấy ạ. Đây mình không thích, mình có thể xoay vào mặt trong như vậy đó, đó đâu có vấn đề đâu anh, đó quá đẹp luôn. Dạ gỗ màu xanh là gỗ đổi màu nhanh nhỏ ơi, gỗ đổi màu xanh này chất liệu là gỗ đổi màu anh ạ. Cái gỗ đổi màu này em để càng lâu, các bác để càng lâu màu sẽ lên càng đậm và càng đẹp nhé. Rồi ok, văn quà anh ơi. Anh cứ chốt đơn hàng đi nhá, em đảm bảo cho anh là em gửi cái cặp cho anh là không tìm vết anh nhá. Còn hàng thì em bọc bì bấm. Còn cái cặp chung là không gửi, cặp chung mà khác không? Cái gì? Cái cặp chung mà mắc ấy. Bỏ cho ổn cái cặp mà không mắc. Rồi anh nhỏ ơi, cặp này giá là 2,8 triệu anh nhá. Cặp này giá là 2,8 triệu anh em bao ship, chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Cặp này giá là 2,8 triệu nhá, và tặng anh một cái vòng gỗ vết xanh nữa ạ. Đây ạ, anh cô đơn mình anh nhé, cặp chim con chất liệu là gỗ đổi màu đấy ạ.
bên em nhé, nhân viên bên em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh ạ. À, anh nhỏ ơi, trước ngân hàng mà việc tăng tức rồi này. Cặp này đường kính của nó là 18 ạ. Cặp chim công đường kính 18 và cao 60 này. À, anh ơi, thêm cho em 100k nha anh Tuấn Trường nhá, thêm cho 100k đấy nhá, để bên em ra lộc mở hàng anh ạ. Anh Văn Quang comment số điện thoại giúp em, Văn Quang nhá. Anh Văn Quang comment số điện thoại giúp em và nhân viên bên em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh nhá. Bỏ cặp chim này xuống đi. Còn anh Tuấn Trường chốt ngân hàng thì chờ thêm cho em 100k và cho em xin số điện thoại nha anh Tuấn Trường nhá. Anh Tuấn Trường ơi, chốt cái chung đấy đúng không? Anh chốt cặp chim công. Đây cô đơn mình anh ơi, cặp này được đến 18 và cao 60 này. Cặp này giá là 2 triệu 4 anh nhé. Cặp này giá là 2 triệu 4 bên em bao ship. Anh thấy không ạ, cặp này quá đẹp luôn. Anh nhìn này, đường kính cực kỳ lớn đấy nhá. Đường kính cực kỳ lớn nè. Hàng không một chút lỗi lầm hết. Giá tặng cả vòng nha anh Văn Quang nhé. Em báo cho anh rồi mà, anh chốt đơn hàng thì em tặng cho anh một cái vòng gỗ bách xanh nhá. Đường kính 16 và cao 74 nhá. Đường kính 16 và cao
374, chất liệu là gỗ lim đá Gia Lai ạ. Anh Trịnh Công Long ơi, cặp này chất liệu là gỗ lim đá Gia Lai nhá. Cặp này gỗ lim đá Gia Lai nhá. Để càng lâu màu sẽ lên càng đậm và càng đẹp anh nhá. Đường kính 16 và cao 74. Lim đá Gia Lai hàng đặc liền khối anh nhá, hàng đặc liền khối. Cặp này có em bao đẹp của nhà mình luôn này. Cặp này thực sự là bao đẹp của nhà mình luôn nhá. Đây ạ. Nó chở hàng cái kiểu gì nhỉ? Bác nào có thể chỉ với cặp này thì nhanh tay comment lên giúp em với ạ. Cặp tài lộc của gần tới Tết là cả nhà mình nhá, gần tới Tết rồi, mình tranh thủ rước tài lộc gia đình nhà mình nhá. Bảo rồi. Tranh thủ đi cả nhà mình nhá, tranh thủ khi còn hàng còn đẹp đấy ạ. Gần tới Tết rồi, hàng vừa làm vội này, không đẹp này, gỗ thì không có chất lượng nhà mình nhá. Gỗ thì toàn là hàng bây giờ không lấy lựa lại thôi ạ. Bây giờ không làm lựa lại, Tết mới làm rồi. Các bác nào thì chỉ chốt nhanh giúp em nhá. Dạ không anh à. À, thêm cho 100g đấy nhá. Dạ không anh nhá, em chỉ có gỗ lim và gỗ cà te với lại hết rồi màu. Hả? À cà te hết rồi. Em thì còn gỗ lim thôi anh ạ. Anh Messenger Việt Nam thêm cho em 100k để em ra lồng mở hàng cho may mắn này. Buôn bán ế ẩm quá. À chị Ngọc Lê ơi, cặp này giá là 1,7 triệu bên em bao ship thì nhá. Giá là 1,7 triệu bên em bao ship ạ. Anh Messenger Việt Nam thì nếu có thể chỉ thêm cho em 100k để bên em ra lộc mở hàng cho may mắn này. Em vừa báo rồi mà anh ơi.
Đường kính của nó 16 và cao 74 anh ạ. Đây em đây một cặp tỳ bà Hương Vân, cặp tỳ bà Bi Hương Vân nhá. Cặp tỳ bà Bi Hương Vân ạ. Cặp này giá nằm 2 triệu 2 bên em bao ship này. Cặp này giá là 2 triệu 2 bên em bao ship tại gia đình nhà mình nhá. Các bác hãy có bảo Vân tự đỉnh Hương Vân cho nhìn nhá. Các bác nghe cái mùi Vân Hương Vân thì cũng biết cái Vân của nó rất là đẹp rồi đấy ạ. Hàng không lỗi không rác không tim không một chấm phẩy gì hết luôn ạ. Hàng này phải đẹp hơn hoa hậu các bác nhá. Cho cái cặp này sẽ không uổng phí đâu ạ. Khách vô nhà mình chỉ nhìn có mê hồn thôi cả nhà mình nhá. Giá của cặp này là 2 triệu 2 bên em bao ship ạ. Cả My và cả tỳ bà nhá. Chào anh Văn Vấn, chào anh Nguyễn Vấn nhá, xem like và chia sẻ bài giúp em ạ. Giá của cặp này chỉ có 2 triệu 2 thôi nhá. Và bên em bao ship và tận gia đình nhà mình. Bác nào thì chỉ biết cặp này thì comment lên giúp em đi ạ. Nhanh tay comment số điện thoại chốt đơn hàng giúp em nhá. Chào anh Văn Đông Đô ạ, xem like và chia sẻ bài với em nhé. Được 3 mối này là like được lên 20 mấy người xem xong kịp. Dạ, cả hai viên này giá là 2 triệu 2 nhá. Cặp file vừa rồi giá là 1 triệu 7 anh Văn Vấn nhá. Nên các thiện chí muốn xem lại thì bên em sẽ lên lại cho anh xem nhá. À, anh chị Công Long ơi, cả hai viên đá này giá là 2 triệu 2 nhá. 2 triệu 2 một cặp này ạ. Còn mua lẻ viên cặp bi này thì mua lẻ hai cặp bi, một cặp bi này thì giá là 600k không bớt anh nhá. Cặp này là cặp gỗ Hương Vân, Vân quá đẹp luôn. Anh Văn Vân có thể chí muốn xem tại tài lộc không, em sẽ lên lại cho anh xem nhá. Chào anh Văn Như Hoàng Như Xuân ạ, xem like và chia sẻ bài với em ạ. Chào chị Bích Thủy này. Anh chị Công Long đang có thiện chí với hai cặp này không anh chị Công Long ơi? Có xem like comment lên cho em nhỉ, comment chấm tương tác cho em một chấm nhé cả nhà mình nhá. Cặp Vân Hương như vậy rồi ok anh Văn Vấn này cho xin lên lại cặp tài lộc của Hồng là 13 của này là cả 100 chị ơi, bộ thờ là gỗ chỉ chim gì đấy? Đúng chữ. À cái gì đây? Chị ơi, bộ thọ thọ là gỗ chim. Bộ thờ, bộ thờ hả? À anh Cát Tài ơi, bộ thờ chứ thiệt là gỗ hương anh nhé, chứ thiệt là gỗ hương đá anh ạ. Đây anh Văn Vấn ơi, cặp này anh ạ, cặp này anh nhé, cặp này giá là 1 triệu. Đây là cặp này. Cặp này giá là 1 triệu 7 anh ạ. Cặp này giá là 1 triệu 7 bên em bao ship anh nhá. Chất liệu là gỗ mo lim đá ta lai ạ. Đường kính của nó là 17 anh nhá. Đường kính 17 và cao 72 ạ. Cặp này đường kính 17 và cao 72 nhá anh Văn Vấn nhá. Giá là 1 triệu 7 bên em bao ship và tại gia đình nhà mình anh ạ. Mình lên ngồi đấy thôi, hỏi người ta lại bao nhiêu rồi thầy ống. 19 rồi hả? Thế thì chịu rồi. À là đúng rồi. Ba ca đấy là đúng rồi gì nữa. Ba sẽ có 16 ba xít. Xí lấy. Thế đúng không? Hai cặp. Mà dáng vậy đúng thì nhỉ. Dạ không anh nhá, anh ơi, gỗ hương là chất liệu gỗ loại mọt anh nhá, không có mọt đâu anh ạ. Bên em không bán hàng gỗ mọt nên các bác cứ yên tâm nhá. Xài mỹ mãn mùa xuân hơn. Bác nào mà bị mọt thì cứ đóng hàng trả lại em trả lại tiền. Không, nhanh Văn Vấn nhá. Em thì bớt cho anh là 100k thôi anh ạ.
cho em 300k nữa. Nếu đồng ý thì cho em xin số điện thoại ạ. Thế thật sự là 1 triệu hoa em không chốt được đâu anh ơi. Mà ăn hết mẹ là trăm mấy. Cộng 200 ngàn tiền bánh kem nữa. Một bộ 9 món nha anh Kem Tài nhá. Một bộ 9 món anh ạ. Gồm 2 cái ly nước này, 1 bát nhang, 1 ly đựng trái cây, 2 cái chân đèn, 1 cái lư, 1 ống nhang, 1 ống đựng đắm hoa anh nhá. Không anh văn vấn nhá. Kể cả anh chốt 1 triệu 3, 2 triệu 4 thì em cũng không chốt đâu anh ạ. Tiện đơn này hả anh? Tiện đơn này hả? Tâm đa gỗ hương hả anh ơi? Em có mấy bộ mà em lỡ bán hết rồi. Thôi hẹn anh đợt sau nhá. Hẹn đợt sau em BU thì em sẽ hoàn thiện xong em sẽ chụp hình gửi cho anh đầu tiên ạ. Dầu này chất liệu là gỗ hương ạ. Cặp này giá là 1 triệu 3 cả nhà nhá. Cặp này giá là 1 triệu 3 em bán ship ạ. Ta 40 rồi nhá. Chất liệu là gỗ hương. Bác nào thì cho đơn hàng được comment lên ạ. Giá của cặp này là 1 triệu 3 bên em bán ship. Vàng đỉnh hàng đẹp cho cả mình nhá. Hàng không có một chút lỗi lầm gì đâu ạ. Nên bác nào thì chỉ comment lên giúp em với ạ. Comment lên giúp em đi nhá. Cặp này này em bao đẹp với nhà mình luôn này, không có lỗi gì hết. Vân được cực đỉnh, cực đẹp. Bác nào thì chỉ với cặp đèn chất liệu là gỗ hương thì comment lên giúp em với ạ. Nhanh tay comment số điện thoại cho đơn hàng giúp em đi nhá. Từ đâu mà ngang 29 và cao
15 đây nhá. Cụ này giá là 1,7 triệu bên em 3 ship. Tặng các bác một cái vòng lụa vest xanh đây ạ. Bác nào thì cho cái cụ cóc này không ạ? Cụ các bác nhìn này, vân cực đỉnh cực đẹp, hàng không lỗi gì hết. Màu hoàn toàn tự nhiên của gỗ thôi nhá. Đây là đế của nó này. Đó, em xem cái đế của này. Đó, màu hoàn toàn tự nhiên của gỗ ạ. Nhưng mà bên em có xử lý một xíu màu để tươi nhá. Anh Trần Kha chốt đơn hàng thì comment số điện thoại giúp em nha anh Trần Kha ơi. Đấy các bác. Nói nên phải nghỉ lại luôn. Để tối là còn tốt hơn vui. Ok, cô đơn mình anh nhá. Chốt mở hàng, anh chốt giá bao nhiêu ạ? Ế quá các bác ạ. Chưa đi hôm nào thảm như hôm nay. Dạ được anh nhá, bên em có thiết bên em có thiết kế luồn một cái dây điện ạ, luồn một dây điện lên để thắp bóng đèn anh nhá. Đây anh ơi, anh có lỗ không ạ? Đây có cái lỗ nhá, thằng dưới có lỗ này. Thiết kế để luồn bóng điện nhá. Anh Nguyễn Ba, cụ này ngang 29 và cao 15 Nguyễn Ba nhá. Giá cụ này là 1,7 triệu bên em bao ship ạ. Em chỉ còn một cụ thôi nhé, tại vì hàng đổi màu bữa nay khan hiếm quá đấy ạ. À không có mà bán luôn. Bác nào cho đơn hàng thì comment lên giúp em với ạ. Cụ này giá là 1,7 triệu bên em bao ship. 1,7 triệu thôi anh cô đơn mình anh nhá. Cụ này có 1,7 triệu thôi anh ạ. Báo giá chuẩn rồi đấy. Vâng anh chịu chơi. Có chơi thì có chịu đúng không anh? Anh nhìn là hiệu Dubai đây. Rồi anh nhà vô quảng cáo này kia. Hiệu Dubai nhậu đi. Rồi nay mà còn nhậu gì nữa. Chứ không. Rồi ok anh cô đơn mình anh nhá. Cho đơn hàng comment số điện thoại giúp em vẹn nhanh viên mình xin liên hệ trực tiếp cho anh cô đơn mình anh nhé. Chào anh Trình Đinh ạ. Chào anh Hiếu Dubai nhé. Rồi ok anh cô đơn mình anh này. Chào anh Hùng Trần ạ. Có Di Lặc không? Có anh Quân Nguyễn nhé. Có Di Lặc ạ. Rồi chốt cái cục này cho anh cô đơn mình anh nhé. Di Lặc đủ màu anh ơi. Di Lặc đủ màu không có hàng đâu anh ạ. Chào chú Hồng Trần nhé, chào chú Hương Trần nhé. Mở hàng thấy số điện thoại của khách chưa? Chốt cổ cóc 1,7 triệu nhé mở hàng nhé, liên hệ cho khách nhé. Cô đơn mình anh đây ạ. Cái gì ta? Anh ơi, anh có thể trí coi chum này. À anh ơi, tóc giá là 1,7 triệu anh nhé. Tóc giá là 1,7 triệu anh Mạnh Quỳnh nhỉ. Còn Hương Trần đây. Hương Trần đấy hả? Chúc mua đã khách. Cảm ơn anh Hiếu Dubai nhé. Đây ạ, à, anh ơi Di Lặc thì đổi vào em không có, nhưng em có chum này. Có bình cổ, lực bình, tì bà anh nhá. Hãy để nó lên tì bà chứ. Tì bà rồi ok, Nguyễn Lưu để xem Di Lặc chút phút này, bỏ qua cụ Di Lặc gỗ huyết long này nhá. Bác nào phụ chín em bỏ qua luôn, nhanh gọn mạnh. Cuối cùng cũng có bác mở hàng. Có quan công cưỡi ngựa không em? Dạ không nha anh Trần, à chị Công Long ơi, không có nhá. Không ai lập cái camera hết em. Cho xem lại đôi đèn và kích thước. Rồi ok, đây cụ Di Lặc Trung Phúc đây anh Nguyễn Lưu này. Cụ này giá là 5,7 triệu anh nhá. Cụ 5,7 triệu, ngang 30 và cao 75, sâu 20 nhá. 5,7 triệu bên em bao ship ạ. Cụ Di Lặc Trung Phúc. Anh ơi cặp đèn hả? Cặp đèn. Cặp đèn cao 40 rồi anh nhá. Cao 40 và đường kính của nó là 11 anh ạ, đường kính 11 và cao 40 nhá. Đây em xoay cho em xem này, là không lỗ không rác không tim. Ok chưa anh Trần Kha, ok chưa ạ? Để bên em số khách hàng cho anh này và chốt đơn hàng thì comment số điện thoại giúp em nhá. Bình nào vô anh? À vô 2,8 đi. Dạ.
khách vừa chốt. Anh Nguyễn Lương có thiện chí với phủ Di Lặc này không ạ? À? Nếu anh không thiện chí với phủ Di Lặc gỗ gỗ hương đá Gia Lai này thì em sẽ qua mẫu nhá. Cụ này ngang 30 cao 75 và sâu 20, cụ này giá là 5.7 với em ba ship. Chất liệu của cụ này là gỗ hương đá Gia Lai ạ. À. Có nhìn vân này, vân cực đỉnh cực đẹp luôn. Lục bình chất liệu là gỗ đổi màu đấy ạ. Cặp này đường kính của nó là 16 và cao 58 ạ. Cặp này đường kính 16 và cao 58, giá là 2.1 bên em ba ship nhá. Giá là 2.1 cái cặp mà lục bình chất liệu là gỗ đổi màu cái này. Vân veo cực kỳ đỉnh, các bạn nhìn thấy vân không ạ? Vân cực kỳ đẹp nhá. Màu này thì hơi lạc một xíu, nhưng mà để càng lâu màu sẽ lên càng đậm và càng đẹp với cái này mình ạ. Để lâu màu sẽ lên màu càng đậm và càng đẹp nhá. Cặp lục bình chất liệu là gỗ đổi màu thì comment đây cho em ạ. Chị biết cặp này không ạ? Cặp này vẫn đẹp nhưng mà có mắt nào có thể chỉ ý kiến gì hết ạ? Có 2.1.000 một cặp thôi này, mình nhắc 2.1.000 là bên Eva ship rồi đấy ạ. Bác nào có thể chỉ comment giúp em hiểu. Các bác ơi, nếu không bác nào có thiện chí ý kiến gì nữa thì bên em xin phép nghỉ like nhé.